Dân và anh Quyền Linh, chào khán giả trường quay. Theo tôi nhận thấy thì cậu trai này dễ nhìn, thấy dễ mến. Cảm Dạ, ơn bạn. à, rồi nếu hai con có cho cơ hội thì tìm hiểu nhau. Bây giờ là em trai ai đi với em giới thiệu cái coi. Dạ em đi với mẹ, bạn thân, mấy anh chị đồng nghiệp trong ty với hai em họ. Chào quý vị khán giả trong trường quay, còn chào bên đằng cái, chào cháu. Dạ con chào cô ạ. Cháu gái bên này thì giòn cũng dễ thương, dễ mến. Nếu được thì hai con cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Bây giờ nè, đàn gà trai á, mình nói vài câu với đàn gái đi, mình giao lưu một chút đi, hai bà hai xui tương hai lai. Hai bà xui đó. Đúng rồi, cầm chào micro đi chị. rồi. Chào chị. Nếu mà được thì hai gia mình làm xui ha chị. Dạ. Vui vẻ ha. Dạ. Dạ em nay là năm 53 tuổi. Còn chị? Tôi năm nay 55 ạ. Dạ. Dạ, xin chị dạ, em nếu à. Có cơ hội hai chị em mình làm xui. Dạ, rồi hai chị em bước tới ôm giao lưu cái đi. Ừ đó. Trời ơi, tình cảm biết đâu. Bây giờ mở rào thôi Vân. Ừ, đúng rồi. Mở rào. Mở rào. Anh có món quà muốn tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ không. Anh mở cái hộp ra coi là gì chọn. Hình trái tim được xếp bằng những tờ đồng 1.000 và 2.000 ạ. Đâu đưa coi coi. Dạ, ý nghĩa dạ. Là sao cưng? Dạ, em muốn gửi những trái tim có cánh này gửi đến bạn gái để gửi những lời yêu thương đến bạn gái. Dạ. Chào con rồi, Vân. Đây. Rồi, mời anh trai ngồi. Cưng giới thiệu về mình đi. Dạ, trước tiên con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Con tên là Trần Thị Cát Phương, con năm nay 29 tuổi, nghề nghiệp là con đang làm thu ngân. Thu ngân, ở dạ, đâu? Dạ, con làm ở quận nhất ạ. Mà đợt dịch vừa rồi thì cửa hàng con đã đóng cửa, nên bây giờ con đang tìm một nơi làm mới ạ. Rồi nhà mình ở Sài Gòn luôn hả? Dạ, con sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, con ở quận 8. Xin mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Hồ Tân Hồng. Năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Quê em ở Đồng Tháp và hiện tại đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quận mấy? Dạ, quận 7, đang có công trình quận 7. Rồi, quận 7 qua quận 8 cũng gần ha. Rồi nhà gái cho tôi biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của con là con sống tình cảm, con biết vẽ. Còn khuyết điểm của con hơi nhiều chút là con hơi ít nói. Với lại là con nấu ăn dở lắm, con hay quên nữa. Dạ. Còn bạn bên kia làm sao? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, không biết hút thuốc. Nhược điểm thì không biết nấu ăn. Rồi hai đứa này ăn cơm tiệm luôn. Nhắc gì ăn bị gói của anh Linh. Rồi bên đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ con trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhất là năm 22 tuổi, được 2 năm. Rồi mối tình gần đây nhất là cũng 2 năm, con chia tay được mới 1 năm rồi. Còn nhưng mà lý do tại sao lại chia tay? Yêu xa cho nên là tình cảm cũng nhạt dần. Còn bên đây mấy mối tình? Vài mối tình. Vài mối hả? Dạ. Tỷ lệ bên đó là thua bên đây rồi đó nghe. Bên đây người ta có hai mối tình thôi. Chào chị em. Rồi bây giờ cưng muốn cái người bạn gái của cưng phải như thế nào? Dạ vui vẻ, hòa đồng, biết kính trên nhường dưới. Đừng nói biết nấu ăn nha. Tóc dài. Không cần biết nấu ăn đúng không? Chứ bên đây là người ta không biết nấu rồi đó. Quan trọng là tinh thần về học mà, chị ơi. Dạ. Gia đình hai đứa lấy nhau thành gia đình mì tôm. Rồi cái điều mà em không thích ở bạn gái là gì? Bạn gái là đừng có xâm hành. Cái tình hình kinh tế bên nhà gái bên tôi hiện giờ là đang cực kỳ suy thoái. Là tại vì cái dịch vừa rồi cho nên bên nhà gái chúng tôi hiện giờ đang thất nghiệp. Bên nhà trai thấy sao? Có cu mang nổi hay không? Chắc cũng được chị, chắc cũng được chị. Được đúng không? Kỹ sư xây dựng mà gì? Gói thì bao la. Bao la đúng không? Dạ. Gói bao la. Bao la. Bánh bao vô tư. Cứ mì gói bánh bao hoài luôn. Này, chào em gái. Dạ con chào chú Quyền Linh. Sao buồn vậy? Dạ con hơi hồi hộp. Hồi hộp cười tươi lên. Trời ơi, bà mối Hồng Vân đây mà để cho cô gái buồn quá con. Bây giờ con thích người đàn ông của con mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ mẫu hình lý tưởng con là giống chú Quyền Linh.
Này đẹp trai giống đẹp trai hơi đẹp trai hơn chú Quyền Linh, luôn được á. Không đẹp hơn chú Quyền Linh được ừ, không dạ, được. Da đen hơn chú Quyền Linh không, da xem chú Quyền Linh ha. Nói chung là đẹp em trai. Cao nhiêu em cao nhiêu vậy? Dạ mấy 68 à. Bây giờ hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với mẹ. Dạ chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, chào khán giả trường quay. Theo tôi nhận thấy thì cậu trai này dễ nhìn, thấy dễ mến. Cảm ơn bạn. Rồi nếu hai con có cho cơ hội thì tìm hiểu nhau. Bây giờ là em trai, ai đi với em giới thiệu cái coi. Dạ em đi với mẹ, bạn thân, mấy anh chị đồng nghiệp trong ty với hai em họ. Chào quý vị khán giả trong trường quay, còn chào bên đằng gái, chào cháu. Dạ con chào cô. Cháu gái bên này thì giòn cũng dễ thương, dễ mến. Nếu được thì hai con cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Bây giờ nè, đàn gà trai á, mình nói vài câu với đàn gái đi. Mình giao lưu một chút đi, hai bà xui tương lai. Hai bà xui đó. Đúng rồi. Chào cầm video đi chị. Rồi. Chào chị. Nếu mà được thì hai cha mình làm xui ha chị? Dạ. Vui vẻ ha. Dạ. Dạ em nay là 53 tuổi. Còn chị? Tôi năm nay 55 ạ. Dạ. Dạ, dạ xin chị nếu em. Nếu có cơ hội về hai chị em mình làm xui. Dạ, rồi hai chị em bước tới ôm giao lưu cái đi. Ừ đó. Trời ơi, tình cảm biết đâu. À. Bây giờ mở rào thôi Vân. Ừ, đúng rồi. Mở rào. Mở rào. Anh có món quà muốn tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ. Em mở cái hộp ra coi là gì chẳng. Hình trái tim được xếp bằng những tờ đồng 1.000 và 2.000 ạ. Đâu đưa coi coi. Dạ, ý nghĩa là sao cưng? Dạ, em muốn gửi những trái tim có cánh này gửi đến bạn gái, để gửi những lời yêu thương đến bạn gái. Dạ em cũng có món quà tặng lại anh. Gì vậy nói đi. Dạ món quà này là bức tranh, không phải bức tranh em vẽ đẹp nhất mà là bức tranh ý nghĩa nhất đối với em, là em vẽ cái bộ áo cưới mình ao ước à. Em thích làm thiết kế hả hay sao? Dạ đúng rồi, ước mơ của con là làm thiết kế. Ok, cái này chắc bỏ nghề thu ngăn đi làm thiết kế. Đâu, được mở cho khán giả coi có đẹp không. Đó cái mẫu áo cưới của cổ đó. Con vẽ đó hả? Dạ. Xuất sắc. Dạ con cảm ơn chú. Rồi. Không để được vậy là xuất sắc đó. Đó. Cái này nếu mà con đo cô Vân con mai khác kịp chú nha. Tại sao mình không đi học thiết kế đi? Dạ tại vì con hồi đó con có học thiết kế nhưng mà tại vì điều kiện gia đình không cho phép nên con bỏ giữa chừng con đi làm. Chắc là học phí cao hả? Dạ. Thiết kế thì một khóa thì khoảng bao nhiêu con? Gần 20 triệu. Bên nhà trai coi sao. Để nhà trai lo. Trời ơi tưởng cái gì cũng lớn lao. Bây giờ con có muốn đi học lại không? Ăn mì tôm để dành được. Được. Em nói đi, anh sẽ lo cho em học thiết kế. Anh sẽ lo cho em học thiết kế và lo những chuyện khác đó. Nữa. Em dễ thương quá. Dạ em rất là. Ngoài tiên liệu luôn đúng không? Dễ thương dạ, ngoài rồi, tiên. Thấy bé mặt nó cứ buồn buồn á. Em cố gắng làm sao về em cho nó cười hoài đi. Chị thấy nó uất cái bạn gì trai mà rất mặt là nó cứ buồn hoài. Con cười tươi lên nào, cười tươi lên rất là đẹp. Hiện tại em đang làm ở đâu ạ? Thất dạ, nghiệp, tại ta thất nghiệp mà hỏi. Nỗi đau quá ta. Thì thôi, thu ngăn này thôi về nhà thu tiền của anh cũng được. Nó giữ tiền của anh xong đi học thiết kế, dạ, đúng không? Đúng trời, dạ. Nói thấy thương hết sức luôn rồi. Nếu mà hẹn hò thì một tuần mình gặp nhau mấy lần à? Dạ, em nghĩ quận 7 với quận 8 nó gần, chắc là một tuần mình gặp mấy lần được ạ. Anh thì làm ở quận 7 thôi, nhưng mà hiện tại đang ở quận 9. Quận dạ. 9 với quận 8 cũng gần. Sát bên, 8, 9, 8, 9 cái bên, quận 7, 8 cũng vậy. 9. Dạ đúng rồi. Dạ. 7, 8 cũng vậy mà 8 cũng vậy. Này, cuối tuần này chắc mình triển luôn đi. Ngoài thích vẽ, còn thích thiết kế, còn thích gì nữa không? Dạ em thích ăn uống, thích du lịch, thích đi chơi với bạn. À. Anh còn đi chơi với bạn, đi chơi với anh. Dạ chừng nào có anh thì mới thích đi du lịch với anh. Yeah, anh thì anh thích thể thao, chứ cái nữa giờ thích đi chơi với em. Đó, thì rất trời thương quá. Hay được, hay được nha. Dạ. Ví dụ này được à. Anh ghen có một tí à.
đi đâu đi chơi với ai cũng phải nói để biết lỡ đi ra ngoài đường hay khơi bị nào bắt cóc rồi sao được. Rồi đừng có nhắn tin liên lạc với người yêu cũ các kiểu, không được. Dạ, cái đó thì em không có à. Còn em gan dữ không em? Dạ không ạ. Em thì em nghĩ là ai cũng có những cái mối quan hệ khác ngoài cái mối quan hệ yêu đương. Miễn là mình biết chừng mực là được rồi. Đúng rồi, nhưng mà phải rõ ràng. Dạ. Đúng rồi. Anh có lăng nhăng không ạ? Không, không có lăng nhăng lắm đâu. Không có lăng nhăng lắm hả? Nói chung là anh có lăng, nhưng mà nhăn cũng có. Nhưng lúc nào lăng là lăng, còn lúc nào nhăn là nhăn. Lăng phải cái là nhăn. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Anh với em cũng xem tuổi cũng lớn rồi. Coi được cuối năm cưới luôn em ơi. Coi được cuối năm cưới luôn em ơi. Rồi bây giờ cưới nhau rồi ở nhà ai? Tại em đang ở nhà quận 9 á, thì được thì bạn gái về nhà em ở. Anh trai bước tới nắm tay em gái. Nắm tay ca hát đi cho nó vui nè. Cho tay hát bài gì đó nắm tay. Vừa đẹp người phọt phiết đồ ngon lành. Cho anh xin nắm tay. Dạ. Nhìn cô gái hát. Tìm được người con gái thật dịu dàng dễ thương, với tóc đuôi dài như án mây phiêu bồng. Một người thật đầm thắm, một người chịu sẻ chia, biết lắng nghe lòng tôi những khi tôi buồn. Nhẹ nhàng vòng tay nàng ôm lấy tôi, ngàn lần buồn sầu chợt tan. Em trái tim anh nó bị em cướp đi rồi. Giờ em phải đền bù cho anh là để anh quan tâm chăm sóc em trong thời gian sắp tới. Dạ. Yeah. Trời ơi, rụng nụ luôn á, rụng nụ luôn. Kiểm tra con tim của mình xem thật sự nó rung động chưa các bạn. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay. Bây giờ bắt đầu chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Rồi nói vài lời với bác đi. Dạ bác ơi, cho con xin phép được quan tâm chăm sóc lo lắng cho em. Rồi em gái nói gì với thiệt luôn á. Dạ lòng. Chào bác ạ. Con cảm ơn bác đã sinh ra một nửa mà con đang tìm kiếm. Dạ thưa mẹ đi. Mẹ hay má? Dạ thưa mẹ. Trời. Đó. Bên đây nè, không lẽ mình thua. Thưa mẹ. Thôi. À. Và bây giờ là cái hôn đầu tiên nè. Dạ xin phép mẹ cho con hôn vợ con cái. Dễ thương. Rồi và đây là những món quà của chương trình gửi tặng cho các bạn. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.